Sáng 21 tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch. Cùng dự có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 20 tháng 9, Đồng Nai ghi nhận thêm 623 ca mắc COVID-19 mới với 3 ca mắc cộng đồng tại thành phố Biên Hòa, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên hơn 41,5 ngàn ca. Hôm qua có thêm 588 bệnh nhân được điều trị khỏi. Trong ngày, tỉnh không ghi nhận thêm ca mắc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, song số ca mắc trong các khu phong tỏa lại có xu hướng tăng cao. Số liều vaccine đã tiêm là hơn 1,8 triệu liều cho hơn 1,7 triệu người, tương đương xấp xỉ 78% người trên 18 tuổi đã được tiêm. Đồng Nai đã phê duyệt hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ cho người dân và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, số tiền gần 445 tỷ đồng, trong đó đã chi hơn 406 tỷ đồng. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, hiện hai đoàn cán bộ y tế các tỉnh Nam Định và Thừa Thiên Huế với hơn 300 người hỗ trợ Đồng Nai chống dịch xin hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Sở Y tế đề nghị xem xét hỗ trợ chế độ với mức từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, đồng thời kiến nghị tìm cách giữ chân đội ngũ tình nguyện y tế này ở lại thêm một thời gian nữa để tránh thiếu hụt lực lượng y tế tham gia chống dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, thời gian qua tỉnh thực hiện giải pháp xét nghiệm nhanh COVID-19 nhưng biểu đồ dịch bệnh vẫn đi ngang, do đó thời gian tới cần thay đổi chiến thuật theo hướng dồn lực xét nghiệm tập trung vào các xã phường vùng đỏ, vùng cam, nhất là những khu nhà trọ công nhân. Thay vì test nhanh 6 lần trong 2 tuần như trước đây, thì thực hiện test 2 lần, mỗi lần liên tiếp 3 ngày. Với cách làm này, kết hợp với việc cách ly nghiêm ngặt có thể sẽ hiệu quả hơn trong việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Về thực hiện kế hoạch số 11102, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý không cần cấp giấy di chuyển trong nội bộ xã phường vùng xanh, song việc di chuyển qua lại giữa các xã phường vùng xanh vẫn cần phải cấp giấy để kiểm soát việc di chuyển. Trên tinh thần, người dân nếu không có việc gì quan trọng thì không đi ra ngoài. Đây là phương án không để rủi ro xảy ra, chứ không phải gây khó khăn, cản trở cho người dân. Cái này không phải đặt ra để cản trở, nhưng mà cũng là cách để quản lý cái người đi từ nơi này đến nơi khác. Cái thứ hai nữa là tránh cái chuyện là thấy thoải mái quá, tưởng là mở được hết rồi. Vô tình mà nó quay lại đỏ một cái là xanh chuyện, đủ thứ chuyện. Nên là chúng tôi nói rõ cái này để chuyển dần dần. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đặc biệt lưu ý đến việc ngăn chặn nguồn lây từ lực lượng tài xế và shipper. Cần có giải pháp để giao hàng mà không tiếp xúc, nhất là liên quan đến hóa đơn và tiền mặt. Tỉnh cũng cần ưu tiên tiêm chủng sớm 2 mũi cho lực lượng này. Về công tác xét nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thần tốc hơn nữa, khoanh vùng nhỏ nhất, hẹp nhất nhưng phải hiệu quả, không được để lọt F0. Đã xác định phải làm tới tối luôn cũng phải làm sớm và làm tới tối luôn. Làm xong việc mới nghỉ chứ không có nghỉ giữa chừng. Chia tổ, chia địa bàn cho thật kỹ lưỡng để không có tổ nào quá tải làm không sể. Vùng đỏ nào thiếu lực lượng, vùng xanh đưa lực lượng qua hỗ trợ. Tất cả thường vụ, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, thành phố về tập trung về cơ sở để chỉ huy cái đợt này. Tôi nhắc lại thần tốc. Yếu tố thần tốc là quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần có thời gian tiêm vaccine phù hợp để không dẫm chân giữa kế hoạch xét nghiệm thần tốc và tiêm chủng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần tính toán đến việc xác lập lại hệ thống y tế từ cấp xã phường cho tới cấp tỉnh huyện để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tình hình mới. Về an sinh xã hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhắc lại tinh thần là phải tiếp tục nỗ lực. Do đó các địa phương cần kiểm đếm lại nguồn lực lo cho dân trong một tháng nữa để cả hệ thống chính trị tiếp tục vận động các nguồn lực chăm lo cho dân.